Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai hôm qua phối hợp cùng các ngành chức năng của huyện Nhân Trạch tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại bến đảo Phước Khánh, xã Phước Khánh. Theo đó, cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra các giấy phép liên quan đến hoạt động của bến như quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa, giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, giấy chứng nhận kết quả kiểm định và biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn của phương tiện, giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng kiểm tra các thiết bị an toàn cho hành khách qua sông trên các đò như số lượng áo phao và dụng cụ nổi cầm tay, phương tiện chữa cháy và thoát hiểm. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, đợt kiểm tra nhằm đánh giá tình hình, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên toàn tỉnh, đồng thời ngăn chặn xử lý có hiệu quả những vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, phấn đấu không xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa trong tỉnh.